Bộ Tài chính thông tin về việc Chùa Ba Vàng phản ứng không báo cáo tiền công đức. Cụ thể, bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, chia sẻ thông tin Chùa Ba Vàng không báo cáo về vấn đề thu chi tiền công đức là Bộ Tài chính báo cáo dựa trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo là không đúng. Bởi ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã có văn bản về việc kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố gửi Ban trị sự Chùa Ba Vàng. Số liệu báo cáo của Bộ cho thấy có hơn 50 di tích, trong đó Chùa Ba Vàng không có dữ liệu báo cáo, trong khi Chùa Ba Vàng thuộc di tích cấp tỉnh được đánh giá có số thu công đức tốt. Sau đó, ngày 23 tháng 7, phía Chùa Ba Vàng đã ra thông báo phản bác thông tin trên. Thông báo của Chùa Ba Vàng cho biết thông tin trên là sai sự thật. Chùa Ba Vàng thông tin, thực tế không hề có một đoàn kiểm tra nào đến Chùa Ba Vàng trực tiếp kiểm tra việc thu chi tiền công đức. Chùa Ba Vàng cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức. Chùa Ba Vàng khẳng định, việc thông tin như trên gây hiểu nhầm Chùa Ba Vàng có hành vi cố ý chống đối pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của đoàn kiểm tra.